Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Anh Phi, năm nay mình 29 tuổi, mình còn tham gia nghệ thuật, mình là ca sĩ. Trong tình yêu thì mình không thích lắm những câu hứa, thế nên mình sẽ không hứa là yêu bạn một cách dài lâu, mà mình sẽ cố gắng yêu bạn một cách đậm sâu. Bây giờ cho chị coi hình ảnh chút xíu đi, ai vậy? Dạ em, lưng của em. Wow. Dạ em, lưng của em. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Có danh bạ đi hay là lịch sử cuộc gọi đi để dạ, xem có, số. Có cái chữ em yêu hay là cục cưng hay là trái tim gì không? Bé chi? Bé. Xác nhận nè, gọi chị bé cho tôi biết bạn đó bạn nào nè. Bữa nay có đi làm không? Có. Chương trình này có chị Việt Hương á với anh Hoàng rapper muốn xác nhận là chị là gì của em. Chị là gì của em? Chị là gì của em? Chị là gì của em? Chị là gì của em là sao mày hả ông nội? Cái này chịu, tôi tin rồi, tắt máy đi. Cái gì em không giỏi nhưng mà nấu ăn là sẽ giỏi. Nếu mà hai bạn thích nấu món gì thì Thái luôn sẵn lòng. Anh tên Thái chắc nấu đồ ăn Thái ngon. Lũ tum tum người. Không, nhưng mà món Thái mình không biết nấu nha. Nếu mà hai bạn thích nấu món gì thì Thái luôn sẵn lòng. Nhưng mà món Thái mình không biết nấu nha. Ủa kỳ vậy, tên Thái không biết nấu là Thái. Tên Thái không biết nấu Thái. Tôi tên Việt luôn, không biết nấu món Việt. Tôi tên Thái Hoàng, tôi biết nấu hải sản. Đó. Chị Hương ơi. Ơi. Chị hỏi giùm em là hai bạn nữ có thích xài túi xách Lucy không? What? Đó. Chị thì chị không có sang trọng được Gucci. Em cứ gửi chị một cái Gucci được rồi. Cho chị xem màn hình nè. Cái gì mà nó quá trời chơi chích vậy Thái? Lâu lâu đi qua bên nhà anh của em á, mấy đứa nít nó thích chơi game á nên nó tải dạ. Về. Vậy hả? Em có muốn cưới vợ liền không? Còn phải hỏi ý hai bạn đó nữa chị ơi. Hỏi ý hai bạn đó nữa chị ơi. Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật các bạn cảm thấy có hợp với hai bạn hay không? Nói trong nhà gì mà em buồn trầm dữ vậy? Em hỏi mà anh muốn gục luôn ngã luôn. Bolero hả anh? Dạ em hát nhạc trẻ chị ơi. Nhạc trẻ mà sao cái giọng buồn quá trời. Đi lấy vợ mà làm ngay. Em châu em trái tim chị. Mắc gì phải để trái tim mà mấy em kia đều chữ e không? Giờ cái này là người yêu cũ nhưng mà lâu lắm rồi ạ. Bây giờ anh cũng quen tôi gọi cũng để trái tim tôi biết tim nào của anh. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.